Đây là David Mekumok, được mệnh danh là người đàn ông khỏe nhất Turkmenistan. Mới đây thì anh đã lập một kỷ lục mới khi mà kéo một chiếc xe cầu nặng đến 38 tấn ở trên quãng đường dài 8 mét. Theo chia sẻ, để duy trì được sức khỏe tốt thì mỗi ngày anh Mekumok thường dành 2 đến 3 tiếng trong phòng tập gym. Anh thường được bạn bè và người thân gọi là người đàn ông thép. Anh có niềm yêu thích thể thao từ nhỏ và đến năm 2018 ở vào độ tuổi 27 Mekumok đã bắt đầu có sở thích kéo ô tô hay là xe cầu. Gần đây nhất thì anh đã kéo một chiếc xe buýt nặng 20 tấn và cũng đi được quãng đường là 8 mét.